Vì sao hậu tổng trọng sẽ là giai đoạn chính trường Việt Nam xung đột dữ dội? Trong thông báo của Bộ Chính trị vào ngày 18 tháng 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ không còn điều hành các hoạt động của Đảng, mà thay vào đó là Chủ tịch nước Tô Lâm. Tuy nhiên, theo giới quan sát, trong thông báo, Đảng đã kêu gọi toàn dân, toàn quân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước. Đây là một nội dung cho thấy sự ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng từ việc ông Nguyễn Phú Trọng đột ngột qua đời và việc chuyển giao quyền lực trong Đảng sẽ hoàn toàn không suôn sẻ. Chỉ sau khi ông Trọng qua đời thì mối quan hệ được cho là mật thiết giữa Tổng Bí thư và cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm mới chính thức được tiết lộ. Theo giới thạo tin, trước khi hôn mê sâu vào chiều ngày 17 tháng 7, Tổng Trọng đã chọn ông Tô Lâm là người điều hành Đảng thay cho ông và sau đó Bộ Chính trị đã thống nhất. Với lý do ông Trọng tin tưởng ông Tô Lâm vì ông Tô Lâm đã đóng vai trò quan trọng trong công cuộc đốt lò, và ông Trọng tin tưởng ông Tô Lâm sẽ duy trì tiếp tục công cuộc chống tham nhũng, một di sản của ông Trọng để lại. Qua đó cho thấy chủ trương biến Việt Nam trở thành một nhà nước công an trị là chủ trương của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chỉ là người thực hiện. Đó là lý do tại sao chủ trương đưa lực lượng thanh kiếm và lá chắn, truyền hình lực lượng con đảng con mình của ông Trọng được Bộ trưởng Bộ Tô Lâm thực hiện triệt để với mục tiêu bành trướng sức mạnh của Bộ Công an ra khắp nơi tại Việt Nam. Bộ Công an đòi hỏi hay yêu cầu bất kỳ vấn đề gì đều được Tổng Bí thư ủng hộ tuyệt đối. Và chỉ trong vòng có hơn 8 năm sau đại hội lần thứ 12, Bộ Công an đã trở thành một bộ siêu quyền lực. Bộ trưởng Tô Lâm trở thành một nhân vật có quyền lực vô đối như đã thấy. Một câu hỏi đặt ra là ai sẽ lên thay thế và giữ chức vụ người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi ông Trọng qua đời. Theo giới phân tích quốc tế, sau khi ông Trọng chết đi, lập tức sẽ xuất hiện một khoảng trống quyền lực và lập tức điều này sẽ dẫn đến những tranh chấp, đấu đá quyết liệt trong nội bộ của Đảng để tranh giành chiếc ghế Tổng Bí thư. Trên thực tế, theo quyết định của Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ nắm quyền tạm thời theo sự phân công và thực hiện trong khuôn khổ của các quy định của Bộ Chính trị. Như vậy, trên lý thuyết, Chủ tịch Tô Lâm vẫn không được phép tự tung tự tác như thời Tổng Trọng đang còn sống. Dẫu rằng ông Tô Lâm đang có lợi thế trên cương vị lãnh đạo cao nhất, nên mới có thể cài một số tay chân được vào các vị trí then chốt của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, với đánh giá chung, ông Tô Lâm không đủ tư cách đạo đức và phẩm chất để giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các phe khai khác trong Đảng, cụ thể là giới tướng lĩnh quân đội và phe Nghệ Tĩnh, có chịu chấp nhận để một ông tướng công an leo lên ghế Tổng Bí thư hay không? Đây là một diễn biến chưa từng có tiền lệ. Thực tế cho thấy ông Tô Lâm đã không nhận được sự ủng hộ của đa số lãnh đạo cấp cao trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đây là một nhược điểm đã và đang được ông Thủ tướng Phạm Minh Chính triệt để khai thác thông qua mối quan hệ tốt với các tướng lĩnh quân đội. Theo quy định của Đảng, từ nay tới trước Hội nghị Trung ương 10 là tháng 10 năm 2024, Bộ Chính trị sẽ phải triệu tập Hội nghị Trung ương bất thường hay thường niên để bầu Tổng Bí thư mới hoặc phê chuẩn nghị quyết cử ông Tô Lâm làm Tổng Bí thư tạm thời cho đến Đại hội Đảng lần thứ 14 vào năm 2026. Ba lãnh đạo cao nhất hiện nay là Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Lương Cường sẽ là những lựa chọn chính trong Hội nghị 10 khi tiến hành bầu Tổng Bí thư mới. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất vẫn là liệu đa số các đại biểu cấp cao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư có ủng hộ Tô Lâm hay không. Nếu không, việc đấu đá của nội bộ sẽ tiếp tục gay gắt, thậm chí còn gay gắt hơn trước đây và kéo dài cho đến năm 2026, năm diễn ra đại hội lần thứ 14. Cũng xin nhắc lại, khác với các giới chức lãnh đạo thuộc khối dân sự, các tướng lĩnh quân đội Bộ Quốc phòng là bất khả xâm phạm. Quân đội có ưu thế đặc thù, có hệ thống tư pháp riêng, cho nên quyền lực của Tô Lâm và Bộ Công an không có thẩm quyền can thiệp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao hậu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chết đi sẽ giai đoạn chính trường Việt Nam xung đột dữ dội. Điểm lại di sản được và mất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau 3 nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư. Chiều ngày 19 tháng 7 năm 2024, truyền thông nhà nước đã đồng loạt đưa tin Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng đã qua đời. Trước đó vào ngày 18 tháng 7, Bộ Chính trị đã thông báo phân công Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì công việc của Đảng. Vậy là ông Nguyễn Phú Trọng đã chính thức kết thúc sự nghiệp chính trị của mình sau gần 3 nhiệm kỳ. Trên cương vị là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2011 cho đến tận ngày hôm nay. Theo thông lệ, khi một chính trị gia nổi tiếng qua đời,
hoặc rời khỏi chức vụ, người ta sẽ đánh giá về di sản mà người đó để lại cho hậu thế. Với tổng trọng di sản ông để lại sau 13 năm, 181 ngày cầm quyền, truyền thông nhà nước đưa tin, chiều ngày 18 tháng 7, Ban lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức lễ trao tặng huân chương Sao Vàng cho tổng trọng tại giường bệnh của ông trong Bệnh viện Quân đội 108. Thay mặt lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm đã công bố quyết định và trao huân chương Sao Vàng tới tổng trọng. Truyền thông Lê Đảng cho hay, tổng trọng được đánh giá là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trái với những đánh giá của báo chí Lê Đảng vừa kể trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt Nam cũng có rất nhiều bình luận sôi nổi về cái gọi là di sản của ông Nguyễn Phú Trọng để lại cho hậu thế với các góc nhìn ngược lại. Theo đó, đa phần các ý kiến đều thống nhất rằng sự nghiệp chính trị của ông Trọng trong gần 3 nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư gói gọn trong hai chữ thất bại, nhất là trong công cuộc chống tham nhũng và công tác nhân sự. Theo giới chuyên gia, công cuộc chống tham nhũng của Tổng Trọng đã hoàn toàn thất bại. Càng chống tham nhũng thì tình trạng tham nhũng ngày càng tràn lan và lan rộng, phát triển như nấm mọc sau mưa. Không chỉ có vậy, gần 8 năm đốt lò của Tổng Trọng đã làm bộc lộ ra những căn bệnh trầm kha của hệ thống chính trị tại Việt Nam. Những vụ đại án nối tiếp nhau và số tiền tham nhũng vụ sau lớn hơn vụ trước đến hàng triệu đô la đã không còn khiến công luận ngạc nhiên nữa. Tương tự, Tổng Trọng trên cương vị là trưởng tiểu ban nhân sự tại đại hội 12 và 13 cũng đã thất bại toàn tập. Có quá nhiều quan chức được đích thân ông Trọng lựa chọn nhưng đã bị phát hiện nhúng chàm. Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ đại hội 13 cho đến nay, có hàng trăm cán bộ cấp cao thuộc diện trung ương quản lý đã bị kỷ luật, trong đó có tới 7 ủy viên Bộ Chính trị bị buộc phải thôi chức vì liên quan đến tham nhũng. Điều đó cho thấy rằng chất lượng nhân sự cấp cao mà Tổng Trọng đã lựa chọn rất có vấn đề, thậm chí là rất kém. Hễ lò đụng đến đàn em nào của Tổng Trọng thì người đó ăn cắp và vướng vào những sai phạm tày đình như Nguyễn Thành Long, Chu Ngọc Anh, rồi Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai. Điều đó cho thấy Tổng Trọng không có khả năng và trình độ và nhận thức để chống được tham nhũng. Rõ ràng sự thất bại của công tác chống tham nhũng cũng như công tác nhân sự cấp cao của Tổng Trọng đã làm giảm đi rất nhiều niềm tin của dân chúng đối với Đảng. Dư luận xã hội Việt Nam thông qua các mạng xã hội cho thấy người dân đang có thái độ hết sức hoan hỉ thay vì thương tiếc khi nghe tin ông Nguyễn Phú Trọng đã qua đời. Ngoài ra, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bị đánh giá là có tham vọng quyền lực rất lớn. Dẫu rằng ông Trọng đã ngồi ì trên chiếc ghế đứng đầu Đảng gần trọn 3 nhiệm kỳ, vậy mà đến lúc sắp nhắm mắt xuôi tay, nhân sự kế nhiệm thay thế cho chức Tổng Bí thư vẫn không được chuẩn bị và hoàn tất. Đây là một trong những thất bại trầm trọng và nặng nề của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời cũng thể hiện trình độ và năng lực hạn chế của ông. Đó cũng là lý do vì sao từ đầu năm 2024, khi giới phân tích quốc tế đánh giá tình hình chính trị Việt Nam đã cho rằng nhắc đến Việt Nam, người ta chỉ nghĩ đến đại án tham nhũng và hàng loạt các nhân sự cấp cao lần lượt từ chức. Trong khi đó, đất nước vẫn chưa giải quyết được những khó khăn ảnh hưởng xấu đến nhu cầu đầu tư nước ngoài vì cán bộ tránh né ký các quyết định cần thiết vào thời điểm này, sợ bị kéo vào cuộc chiến quyền lực và bị bắt bỏ tù bất cứ lúc nào. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin điểm lại di sản được mất của Tổng Trọng sau 3 nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.